bánh rưới lên tuyệt hảo hơn nhiều luôn á mấy bạn ơi. Con này hỏi dính áo quá. Really? Giấu cái đây, một cái giữ giữ đó nha. Mình sẽ làm ảo thuật. Cái thứ hai, giấu đây. Chuẩn bị, giữ giữ yên rồi, buông. Chào buổi sáng tất cả ở nhà mình. Quang nghĩ là sáng nay Quang sẽ là người đi ăn sáng đầu tiên. Ok. Ta xem thử coi buổi sáng ngày hôm nay ở đây có những món gì hết đó. Dạ 1007. Cảm ơn em. Bánh. Wow. Có cách sân nè các bạn. Cái này là bánh mì. Chắc là có vị chuối ở trong đó. Cái bánh này cũng hấp dẫn nè. Wow. Bánh trên này cũng vậy nữa. Và ở trên này những cái donut này là trang trí hay là gì ta? Có ăn được không mấy bạn? Chắc phải hỏi trước. Còn nước thì có rất là nhiều loại nước. Ở đây sữa ít béo, nước ép ổi, nước chanh dây. À, ở đây còn có cà phê nữa. Có cà phê. Cà phê đậm hơn. Cà phê đen Việt Nam. Tất cả rất là thơm. Đều để sẵn. Thế còn món mặn sẽ có những cái gì? Dạ, mình đi qua đây nha. Oh wow. Nước sốt cà chua. À không không, cái này là dao ua. Dao ua nha đam. Yes. Vậy mình đi. À còn cái này là buffet. Cái này là đồ ăn sáng đây. Cái này là gì? Viên năng lượng với dứa. Viên năng lượng với yến. Viên năng lượng hả? Nghe lạ vậy. Còn đồ ăn ngày hôm nay chúng ta có những cái món gì? À có đồ Ấn Độ nè mấy bạn. Rất thích tối qua ăn đồ Ấn Độ. Curry, curry gà. Và bạn sẽ thử món này. Sáng nay thì có rau, có salad. Salad làm cũng khá ngon nha. Xem nào, bên này có những món gì nữa. Bánh khoai mì. Dĩ nhiên, món ưa thích của Quang đây rồi. Đó là cheese. Cheese. Và có thịt nguội nữa. Chứ đâu mình quay tiếp nha. Khá là ngạc nhiên với là cà phê ở đây. Nhất là cà phê sữa ngon cực kỳ. Ngon quá, cà phê ngon quá. Ngon quá. Cách uống cà phê sau một vài món ăn để làm cho cái miệng mình được rửa hết tất cả các vị rồi nếm các vị khác thì sẽ dễ hơn. Làm xong một ly cà phê và lấy ở đây đó là một phần curry gà. Tại vì nhà hàng này là có người Ấn Độ làm đầu bếp cho nên là chắc chắn là món buffet. Và khách nghỉ ở khách sạn này cũng là một vài người Ấn Độ nên là chắc chắn là sẽ không thiếu món curry và món súp kem. Mình sẽ thử hai món này nha. Đây là món trứng cuộn, Quang đã ăn một chút xíu nhưng mà thấy nó lạc lõng quá. Còn hai món này thì Quang ăn rồi cho nên là đã lấy thêm một cái chén nước sốt của cà ri trộn với lại trứng cuộn rưới lên. Hấp dẫn hơn rất là nhiều. Wow. Enjoy.
tuyệt hảo hơn nhiều luôn á mấy bạn ơi. Good morning. Good morning. How was your sleep last night? Good. It's good. You wanna try this one? No, I don't think so. It's so it's spicy. Dạ chào chị. Hỏi tụi nhỏ là tối qua tụi con ngủ có ngon không? Con có muốn thử cái món này không? Chú nghĩ là con không thích thử đâu, tại vì nó cay lắm. Nhờ vậy là mới biết cái gia vị, tại vì con chưa có con nên con không biết là những cái món nào con nít có thể ăn được và thích được. Tại vì con nít không thể nào ăn giống như cái vị người lớn được, mình ăn cay quen rồi á. Nên cái vị cay này đối với mình là nó không có hề hấn gì, nhưng mà mấy đứa cháu mình ăn vô nó sẽ cay và nó sẽ nhăn mặt. Nó sẽ... Sẵn sàng chưa? Let's go. Go, 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 go. Đi kiếm bánh donut. Really? Andy. Andy, con mới ăn cái gì á? Không. Con mới ăn cái gì ở đây nè? Thiệt luôn hả? 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 Ăn cái gì vậy? Louis có ăn cái đó không? Louis có ăn cái đó không? Oh my god. Đó, mới ăn gì đó. Phát hiện nha, chưa? Ăn tên. Không, mà nó ăn gì nè. Đâu làm lại coi. Không, con lấy cái này mà. Ồ vậy hả? À ha. Andy ăn cái này mà đúng không? Ồ trời ơi. Okay, bây giờ Quang sẽ chỉ cho các bạn nhỏ làm cái bông như thế này. Cái này đúng không? Con làm gì vậy Andy? Are you okay? Ok. Rồi bây giờ con bung cái khăn ra. Bung ra luôn. Rồi bung hình tam giác đặt lên trên bàn. Rồi con xoay cái đuôi tam giác này về phía con. Rồi xoay về. Andy, con sẽ giúp bạn cuốn cái này bên này nha. Andy cuốn bên này. À Louis cuốn bên này. Cuốn vô. Rồi Andy cuốn bên kia. Ê Andy qua bên này. Chút bên này luôn. Rồi dày lên. Dày lên. Rồi cuốn vô. Bự lên. Lật vô. Lật tới cái đường này luôn. Lật hai bên này luôn. Con lật bên này. Rồi dừng lại. Rồi bên này. Rồi ok. Rồi bây giờ con vịn bên này. Con cuốn bên này. Cuốn. Cuốn tròn vô. Cuốn. Cuốn 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 cuốn. Con giữ bên này nha. Rồi cuốn vô luôn. Yeah, cuốn chặt tay vô. Đừng có để nó lỏng quá. Rồi, giữ điên ở đây. Giờ dựng nó lên. Andy, nhét nó vào trong đây. Nhét cái cây này nè. No, nhét cái đuôi này nè. Vào trong cái ô này nè. Ô này hả? Đây, Andy, giúp cho chú quay nha. Quay cho chú. Đây, chú chỉ nha. Con dùng cái này, con nhét vào trong đây. Ồ, trong đó. Ồ, con nhét vào trong đây nha. Nhét vô, nhét vô cái khe này nè. Không, nhét vô cái khe này. Nhét vô. Rồi, chặt chưa? Chặt rồi. Chú nghĩ là chặt rồi đó. Ok, rồi cầm một tay cầm cái này. Và bung ra. Lật nó ra. Là chuyện gì xảy ra nè. Wow. Siêu chưa? Vậy là con có được hai cái bông hồng rồi. Lại nữa chơi cái trò gì ngộ ha. Andy, mang cái đó tới đây. Rồi, để chú Quang làm cái này cho con nha. Đây là một ảo thuật, con sẽ hay lắm. Đây, ảo thuật biến mất cái này. Đây, chú Quang làm cho, xích tới đây. Rồi, ảo thuật, đây, giấu cái đây, một cái giữ đó nha. Mình sẽ làm ảo thuật. Cái thứ hai, giấu đây. Chuẩn bị, giữ yên, rồi buông tay ra. Đâu, buông tay ra coi. Đâu, được. Chú đừng có lừa con. Chú đừng có lừa con.
Em chào anh chị, em là nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang và cũng là người thầy dạy hát. Đặc biệt, em rất thích dạy hát cho những ai đang hát siêu dở hoặc không có năng khiếu ca hát. Em đã từng dạy hát trực tiếp cho các anh chị ở độ tuổi trung niên, từ khoảng 40 đến 69 tuổi, họ vẫn đang học hát trực tiếp với em. Em nhận ra một điều, trước đây các anh chị ấy luôn chần chừ việc có nên đi học hát hay không, vì thấy ngại, sợ bạn bè, con cháu cười và không tin là mình có thể hát hay lên được. Thậm chí còn sợ không có ông thầy dạy hát nào trị nổi bệnh hát dở của mình. Tuổi này hát hỏi gì nữa. Nhưng với em và các học trò trung niên của em đều đồng ý là tuổi này là tuổi tuyệt vời nhất để học hát. Vì anh chị ấy hội đủ nhiều điều kiện lắm, chứ không phải mỗi chuyện là thích hát hò. 2, 3. Một sáng mùa thu tháng năm, nơi ấy nắng trong ngày xanh. Tuổi này mình có thời gian sống cho bản thân mình hơn, nghĩ đến cho mình những niềm vui giao lưu ca hát với bạn bè. Họ hát mà mình không hát sao chọn cuộc vui. Học hát còn là cách giúp vận động hơi thở, khiến cho trí não tươi vui, linh hoạt. Đó là cảm nhận từ các anh chị đã từng học với em. Họ nói, được sống từ bên trong. Trí nhớ tốt hơn cho việc cố nhớ lời bài hát, ngủ ngon hơn do được la to mỗi khi hát, tăng cảm giác hạnh phúc khi được hát và được nhảy đầm với hội quý ông quý bà. Nhớ những lúc cách nhau bên nhau Nếu anh chị muốn thử cảm giác học hát nó ra làm sao và muốn xem thầy Lương Bằng Quang là em nè, có cách nào đơn giản để hướng dẫn anh chị hát được không, thì khóa học hát online mới nhất của em sẽ là câu trả lời cụ thể nhất. Với 29 bài giảng video, em sẽ chỉ anh chị luyện tập hát ngay tại phòng ngủ và ngay trên điện thoại của anh chị. Anh chị có thể bí mật luyện hát rồi nha, và kết quả thì anh chị sẽ thấy ngay sau 5 tuần. Ở tuổi này, thay vì than thở về cuộc sống, con cháu hoặc những cơn nhức mỏi, chi bằng hãy khơi gợi sự ham thích ca hát để chúng ta được sống từ bên trong. Em là Lương Bằng Quang, người đi tìm những giải pháp thực tế nhất cho việc học hát và giúp anh chị vui vẻ hơn.